do thấy chó sói vô thường khổ không nên làm cho mỡ các kiết sử phải tiêu mà thịt các công đức thì béo lại nữa bồ tát do vô lượng phước báo công đức nên tâm được nhu nhuyến các kiết sử mỏng dễ tu nhẫn nhục ví như sư tử chúa giống ở giữa rừng có người trông thấy cúi đầu cầu xin thời nó thả cho đi nhưng cọp beo là vật nhỏ thì không thể thả như vậy vì sao vì sư tử chúa là loài thú quý có trí phân biệt còn cọp đeo là loài trùng hèn không biết phân biệt lại như quân bại trận gặp được đại tướng thời sống gặp phải tiểu binh thời chết lại nữa bồ tát công đức trí tuệ lực quán sự sân nhuế có các điều xấu ác quán sự nhẫn nhục có các thứ công đức cho nên hay nhận các kiết sử lại nữa tâm Bồ Tát có trí lực hay dứt kiết sử vì chúng sanh nên trụ lâu tại thế gian. Biết kiết sử là giặc cho nên nhận mà không theo. Bồ Tát trói giặc kiết sử ấy lại không cho phóng túng mà lo tu công đức. Ví như có giặc vì có nhân duyên nên không giết chỉ nhốt kỵ một nơi mà tự tu tập sự nghiệp lại nữa bồ tát nhờ thật biết tướng các pháp nên không cho các kiết sử là xấu không cho các công đức là tốt cho nên đối với kiết sử không sân đối với công đức không ái do trí lực ấy nên hay tu nhẫn nhục như kệ nói bồ tát đoạn trừ các bất thiện cho đến vi tế dứt không còn phước đại công đức không có lượng sự nghiệp tạo tác đều thành tựu bồ tát nhờ sức đại trí tuệ nên các kiết sử không não hại. Cho nên biết được các pháp tướng. Sinh tử Niết Bàn 102, ngoặc kép, do các nhân duyên như vậy tuy chưa đắc đạo mà có thể nhận đối với các pháp phiền não. Ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát đối với hết thảy pháp biết là một tướng không hai. Hết thảy pháp đều là pháp có tướng khả thức cho nên nói một nhạn thức thức sắc cho đến ý thức thức pháp ấy là pháp có tướng khả thức cho nên nói một lại nữa hết thảy pháp có tướng khả chi cho nên nói một khổ pháp trí khổ tỷ trí khổ loại trí biết khổ đế tập pháp trí tập tỷ trí biết tập đế diệt pháp trí diệt tỷ trí biết diệt đế đạo pháp trí đạo tỷ trí biết đạo đế và thế chí thiệt cũng biết được khổ tập diệt đạo và hư không chẳng phải là trí duyên diệt đế ấy là pháp có tướng khả chi cho nên nói một lại nữa hết thảy pháp có tướng khả duyên cho nên nói một nhãn thức và pháp tương ứng với nhãn thức duyên sắc nhị thức thiệt thức thân thức cũng như vậy ý thức và pháp tương ứng với ý thức cũng duyên nhãn cũng duyên sắc cũng duyên nhãn thức cho đến duyên ý duyên pháp duyên ý thức hết thảy pháp có tướng khả duyên cho nên nói một lại nữa hết thảy pháp đều là một một lại có một gọi là hai ba lần gọi là ba như vậy cho đến ngàn vạn cũng đều là một mà giả gọi là ngàn vạn lại nữa hết thảy pháp có tướng cho nên nói một do một tướng gọi là một hết thảy vật gọi là pháp hết thảy vật gọi là pháp tướng của pháp gọi là một Do vô lượng nhất môn như vậy nên phá tướng khác không đắm tướng một ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy pháp là hai. Thế nào là hai? Hai là tướng trong và tướng ngoài. Vì có tướng trong ngoài nên tướng trong chẳng phải ngoài, tướng ngoài chẳng phải trong. Lại nữa, hết thảy pháp hiệu tướng, vô tướng cho nên là hai. Không, bất không, thường, phi thường, ngã, phi ngã sắc phi sắc, thấy được không thấy được, có đối ngại không đối ngại, hữu lậu vô lậu, hữu vi vô vi, tâm pháp vi tâm pháp, tâm số pháp vi tâm số pháp, pháp tương ứng với tâm, pháp không tương ứng với tâm. Do vô lượng nhị môn như vậy nên phá tướng một không đắm tướng hai. Ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy pháp là ba. Thượng trung hạ thiện bất thiện vô ký. Có không chẳng phải có chẳng phải không. Kiến đế đoạn tư duy đoạn không đoạn. Học vô học phi học phi vô học. Quả báo có quả báo chẳng phải quả báo chẳng phải, quả báo, chẳng phải có quả báo. Do vô lượng tam môn như vậy nên phá tướng một không đắm tướng khác. Ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, Bồ Tát tuy chưa được vô lậu đạo, kiết sử chưa dứt mà có thể tin thánh pháp vô lậu và ba pháp ấn. Một là pháp ấn, hết thảy pháp hữu vi sanh đều vô thường. Hai là pháp ấn, hết thảy pháp vô ngã. Ba là pháp ấn, niết bàn trơn thật, bậc hiền thánh đắc đạo tự được tự biết. Bồ Tát tuy chưa đắc đạo mà có thể tin và thọ. Ấy gọi là pháp nhẫn. Lại nữa, đối với 14 pháp nạn vấn không đáp. Có thường hay không thường, vân vân. Quan sát không ngăn ngại, không mất trung đạo hay nhận được pháp ấy. Gọi là pháp nhẫn, như có một tỳ kheo đối với 14 pháp nạn vấn ấy, tư duy quan sát không thể thông đạt được nên tâm không nhận được, mới ôm y bát đi đến chỗ Phật, bạch Phật rằng Phật có thể giải 14 đạn vấn này cho con, khiến cho con được hiểu rõ, thì con sẽ làm đệ tử, nếu không thể hiểu rõ, thì con sẽ đi tìm đạo khác. Phật dạy, người ngu, ông có từng ước hẹn với ta, nếu ta đáp 14 đạn vấn thì ông làm đệ tử ta chăng? tỳ Kheo nói, Bạch Thế Tôn, không. Phật nói, ông là người ngu, sau nay lại nói nếu không đáp cho con, con sẽ không làm đệ tử. Ta vì người già, bệnh, chết mà thuyết pháp, tế độ cho họ. 14 đạn vấn ấy là pháp đấu tranh, không ích chi đến tránh pháp, chỉ là hí luận, hỏi để làm chi. Nếu đáp cho ông, tâm ông không rõ, đến chết vẫn không hiểu, vẫn không thoát được sanh, già, bệnh, chết. Ví như có người, thân bị tên độc bà con mời thầy thuốc để rút mũi tên, người ấy bèn nói, chưa được rút mũi tên trước tiên phải nói cho tôi biết họ tên thân lý cha mẹ tuổi tác người bắn tôi lại muốn biết mũi tên xuất từ núi nào cây gì lông gì bịt nhọn mũi tên là người nào làm bằng sắt gì lại muốn biết chiếc cung làm bằng cây ở núi nào sừng con chi rồi lại muốn biết cây thuốc xanh ở chỗ nào tên chủng loại gì những việc như vậy tôi cần biết rõ tất cả sau tôi mới cho người rút mũi tên và sức thuốc phật hỏi tỳ kheo người kia có thể cho biết hết mọi việc ấy sau mới cho rút mũi tên ư tỳ kheo thưa không thể biết được nếu chờ cho biết hết thời đã chết mất rồi phật nói ông cũng như vậy bị mũi tên tà kiến vôi thứ thuốc độc ái đã thấm vào tâm ông trước vì mũi tên ấy nên làm đệ tử ta nhưng nay lại không muốn nhổ mũi tên chỉ muốn tìm biết hết thế gian là thường hay vô thường hữu biên hay vô biên vân vân tìm biết chưa được thì đã mất tuệ mạng chết như rúc xanh tự rơi vào tối tăm tỳ kheo hổ thẹn biết sâu lời phật liền chứng được đạo quả a la hán lại nữa, Bồ Tát muốn làm người nhất thiết trí nên suy tìm hết thải pháp biết thật tướng của nó đối trong 14 nạn vẫn không trệ không ngại biết nó là bệnh nặng của tâm nên thoát ra được nhận được ấy gọi là pháp nhẫn lại nữa Phật pháp thậm thâm thanh tịnh vi diệu diễn bày vô lượng các thứ pháp môn mà có thể nhất tâm tín thọ không nghi không hối ấy gọi là pháp nhẫn như Phật đã dạy các pháp tuy không, cũng không đoạn, cũng không diệt. Các pháp nhân duyên tương tục sanh, cũng chẳng phải thường. Các pháp tuy vô ngã mà cũng không mất tội phước. Chỉ trong khoảnh khắc một niệm của tâm mà các pháp, các căn, các tuệ nơi thân chuyển diệt không ngừng, chẳng kịp đến niệm sau cứ đổi mới sanh diệt cũng không mất nghiệp nhân duyên của vô lượng đời. Tuy trong năm uẩn, mười tám giới, mười hai nhập đều không, vô ngã, mà chúng sanh vẫn luôn chuyển trong năm đường chịu sanh tử. Đối với các pháp thẩm thâm vi diệu như vậy, tuy chưa đắc Phật đạo mà có thể tin thọ, không nghi, không hối. Ấy là pháp nhẫn. Lại nữa. A La Hán biết chi Phật vì sợ sanh tử sổ ác mà cầu vào Niết Bàn, còn Bồ Tát tuy chưa được thành Phật mà muốn cầu nhất thiết trí và thương xót chúng sanh muốn phân biệt rõ ràng thật tướng các pháp. Nhận được việc này gọi là pháp nhẫn.